Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh tachaba.com. Và trong video này mình sẽ mở hộp và trên đây review cho các bạn về cái sản phẩm căn sức khỏe điện tử mặt kính họa tiết và tặng kèm pin. Cái sản phẩm này mình mua là 85.000 trên sen đỏ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp và trên tay review cho các bạn về sản phẩm của cái chiếc căn này nha. Đầu tiên chúng ta phải nói về bên ngoài hộp, thì bên ngoài hộp của chiếc căn này chỉ in những cái hình họa tiết. Đây nó có 4 cái họa tiết khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Và đây, made in China, nó không có thêm thông tin gì hết. Bây giờ mình sẽ mở ra. Cách đóng gói thì mình thấy cũng đơn giản và dễ dàng thôi. Bây giờ mình xin phép bỏ cái phần hộp này qua một bên. Đây là phần chiếc căn. Chiếc căn mình thì được đóng gói trong một cái bọc như thế này, bọc xốp như thế này để bảo vệ được chiếc căn bạn nó không bị da đập. Bên trong đây thì nó sẽ có một cái miếng giấy hướng dẫn sử dụng, thì các bạn đây có không được đặt chân lên một cái phần này và phải đặt chân đều lên trên 4 cái ha. Và bên đây thì nó cũng sẽ có những cái thông tin, là thông tin bên đây là thông tin bằng tiếng Anh không mình cũng không biết như vậy nữa, một lát mình sẽ dựa vào cái cơ bản dịch thuật để mình giới thiệu cho các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về cái chiếc căn này. Là chiếc căn này thì như các bạn đã thấy đây, cái thiết kế này nó có một cái hình hoạt hình rất là dễ thương và màu hồng nữa, nhìn khá là nam tính luôn. Cái chỉ số căn của nó là thấp nhất là 100 gram và mắc là 180 kg nha. Sau này thì nó sẽ có bốn cái chân này để giúp bạn để dưới cái mặt phẳng và nó tiếp xúc. Thì bốn cái chân này sẽ có bốn cái cảm biến, thì cái bốn cảm biến này nó sẽ nhận được cái chỉ số căn nặng và nó gửi về cái vi xử lý đây. Và vi xử lý ở đây là nó hiểu được các bạn bao nhiêu ký và nó hiển thị trên cái màn hình LCD ở đây, các bạn xem được là bạn bao nhiêu ký luôn. Bên trong thì nó sẽ sử dụng những cái viên pin 2A như thế này, và hai viên thì nó sẽ có một cái miếng giấy để cách điện, khi mà các bạn giao đến các bạn thì cái pin nó sẽ không bị hết nha. Đây, lắp pin vào pin 3A đó, và các bạn đứng lên như thế này thì nó sẽ hiển thị ký cho các bạn thôi. Này các bạn thấy chưa, lắp vào thì nó hiển thị số 0. Ví dụ như mình đè vào trong những cái tiết điểm này thì nó sẽ hiển thị lên một cái ký cho các bạn xem được là mình bao nhiêu ký nha. Cái sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 12 tháng. Và khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn cũng yên tâm về cái chính sách bảo hành của người ta bảo hành cho các bạn nha. Nó đây là xuất xứ Đài Loan, nhưng mình thấy là cái này của Trung Quốc chứ không phải của Đài Loan đâu. Cái kích thước của sản phẩm này là từ 21cm nhân cho 23cm. Thì cái sản phẩm này nó sẽ in được làm bằng kính cường lực và nó in hoa lá hay là hoạt hình tùy theo cái phiên bản mà các bạn lựa chọn. Sản phẩm này sử dụng pin để sử dụng nên các bạn sử dụng thì cũng yên tâm, dễ dàng thay thế nha. Cái pin này các bạn mua ở tiệm tạp hóa nào dường như cũng có hết, nên các bạn không phải lo là cái pin này các bạn mua nó không có ngoài thị trường thì các bạn sử dụng hết pin không biết mua đâu. Thì cái sản phẩm này mua đâu cũng pin mua đâu cũng có hết nên các bạn cũng yên tâm nha. Cái trọng tải tối đa ở bên ngoài này á thì nó để là 180 kg, nhưng mà trong cái phần giới thiệu thì họ nói là 150 kg thôi, nên các bạn nặng quá thì cũng hạn chế, mà ít có người nào mà đạt tới cái trọng lượng kinh khủng như vậy đúng không các bạn. Thông thường thì các bạn nào mà tầm khoảng 80 mấy ký trở xuống thôi là nhiều. Còn những người mà cái trọng lượng của người ta quá đát đi, quá béo phì đi, thì cũng là ít người như vậy thôi, nên các bạn sử dụng cũng không cần phải lo lắng quá khi mà mua về sử dụng cho gia đình của mình. Sản phẩm này thì có độ chính xác nó khá là cao. Theo mình so sánh những cái căn ngoài thị trường á, mình cũng có đo thử thì nó sai tầm khoảng vài trăm gram thôi, chứ không có nhiều. Còn nếu mà tỷ số tùy theo cái mức ký á, thì mình cũng không biết được bao nhiêu, nên mình cũng chưa có so sánh được các bạn. Cái sản phẩm này thì phù hợp cho tất cả các chị em phụ nữ đang trong quá trình giảm cân hay là đang trong quá trình tăng cân, để theo dõi được cái cân nặng của mình, để giám sát được cái cân nặng của con hay là trẻ nhỏ. Và cái sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng được hết cho các thành viên trong gia đình của mình, từ trẻ nhỏ đến người lớn, để theo dõi được cái quá trình phát triển của trẻ nhỏ hay là phá giá trình giảm cân hay là tăng cân của tất cả các bạn. Khi mà các bạn sử dụng tập gym hay là tập yoga hay là các bạn sử dụng nhiều thì các bạn cũng sẽ biết được cái quá trình giảm cân nha. Lắp pin vào thì nó sẽ, cái sản phẩm này cái điều thông minh của nó nữa là nó sẽ không có một cái con tắc nào hết. Thì đây, ở đây cái có này, có một cái nút này mình không biết nút này sử dụng nhằm mục đích gì mình cũng không rõ nha. Đây có một cái nút này, thì chắc cái nút này giúp các bạn chỉnh sai số khi mà các bạn căng hay là bật tắt quá. Đây chắc bật tắt để mình thử nha, thử đè lên có thử căng nó có hiển thị ký không. Nút này sẽ giúp các bạn reset lại. Đây thì cũng có một cái nút, nhưng mà nút đây thì mình không thấy bấm được. Còn ở đây thì có một cái nút bấm được đây. Đó. 16 kg. À nó có hai cái đơn vị đo là IB gì đây. Và cái cân nặng thì các bạn sẽ chuyển đổi được hai cái chế độ này. Hai cái chế độ này mình cũng không có gành là hai chế độ gì nữa. Nhưng mà mình thấy nó có hai chế độ chuyển đổi, có thể là ký hay cái độ sai số của nó các bạn chỉnh lại được nha. Bây giờ mình sẽ căng thử cho bạn xem nha.
Thì trong video này mình cũng đã mở hộp và trên tay review cho các bạn về cái sản phẩm căn sức khỏe mà mình mua với giá là 85.000 trên sen đỏ. Nếu mà các bạn nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bạn có thể bấm tham khảo dưới phần link mô tả của video, hoặc là phần ghim của bình luận thì các bạn có thể bấm vào tham khảo và mua về sử dụng cho gia đình mình nha. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay cũng giống như là hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh Tachiba.com của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.